Quận Cam xin hân hạnh giới thiệu chiến dịch ông già Noel, Señor Santa và những người bạn quyên góp trong mùa đông. Đây là một cơ hội để bạn có thể đền đáp cộng đồng của mình bằng cách quyên góp cho những trẻ em, người già và người lớn khuyết tật dễ bị tổn thương nhất ở quận Cam. Trong năm ngoái, chiến dịch này đã phân phát hơn 16.000 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hơn 2.700 phần quà cho những người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật. Trong năm nay, họ tiếp tục lan tỏa niềm vui trong những ngày lễ với sự giúp đỡ của người dân ở quận Cam. Kể từ nay cho đến ngày 29 tháng 12, bạn có thể quyên góp đồ chơi mới chưa được đóng gói, các vật dụng thiết yếu, thẻ quà tặng và quyên góp bằng tiền cho chiến dịch ông già Noel và Señor Santa cùng những người bạn quyên góp trong mùa đông. Nếu quý vị muốn quyên góp, quý vị có thể làm bằng cách này: tặng đồ chơi hoặc là quà tặng mới và chưa được đóng gói cho một hoặc hai chương trình tại các hộp thu nhập ở nhiều tòa nhà của quận Cam, trong đó hầu hết là các thư viện của quận. Bạn cũng có thể quyên góp tại trung tâm tiếp nhận Operation Santa Claus và Señor Santa and Friends tại địa chỉ 1505 East Warner Avenue, thành phố Santa Ana, California 92705. Bạn cũng có thể quyên góp trực tuyến tại trang mạng ssa.ocgov.com/donateofc hoặc tại trang mạng ssa.ocgov.com/donatessf. Để biết thêm thông tin về chiến dịch ông già Noel hoặc nếu bạn quan tâm đến các cơ hội tình nguyện trong năm, bạn có thể gọi cho số điện thoại 714-679-2438 hoặc gửi email tới địa chỉ operationsantaclaus@ssa.ocgov.com. Và để biết thêm thông tin về ông già Noel và những người bạn, xin gọi cho số 714-825-3111 hoặc email tại địa chỉ senior.santa@ssa.ocgov.com.